Chúng ta có double. Double. Ghép vào W. W. Đúng rồi, đây, nào làm lần nữa nha. V kép mình sẽ đọc là W. W. Ok, tiếp theo nào, mình có gì đây? Âm đầu tiên mình có E thường tiếng Việt nào các bạn ơi, E. E. Tiếp theo mình có ok chưa? Tiếp theo mình có gì đây? Nào. Đúng rồi, và chúng ta có ghép lại này. X. X. Đúng rồi, lại nhá. X. X. Yes, đó. X. Đó, không phải là X đâu nha. Tiếp theo nào, chúng ta có gì đây? Âm này. Âm khác chữ cái nha, đây là âm nha. Âm này thì các bạn đi từ âm U hai chấm sang giúp cô dễ lắm. Nào nhìn này. Bước 1 đọc âm U ạ. U. U. Sau đó xòe miệng nhá. U. U. Lại này. U. U. Ok, làm lần nữa. U. U. Ok, tiếp theo bên cạnh mình có gì đây hả Trang? Âm này là nguyên âm đôi, mình đọc thế nào ạ? Ai. Ai. Và chúng ta ghép lại thì mình có Ai. là Y. Y. Why? Yes, ok chưa? Y nha các bạn em, Y. Y, đó. Nào, tiếp theo chúng ta đến chữ cái cuối cùng rồi, cố lên các bạn ơi, cố lên nào. Sắp hết rồi đây. Nào, mình có âm Z này, mình sẽ đọc thế nào ạ? Z. Đúng rồi, nghe tiếng như kiểu tiếng con ong ấy nào. Đúng rồi, à, nó sẽ là phiên bản rung của cái âm S này này. Âm S này là đúng không? Không rung đúng không? Làm rung cái âm S lên là sẽ ra âm Z. Ok chưa? Nào bên cạnh mình có Y. Y. Và chúng ta có Z. Z. Ok, tốt. Rồi. Đó, thì vừa rồi là mình đã hoàn thành xong bản chữ cái rồi đó các bạn ơi. Nào, vậy Trang cho cô biết, Trang và các bạn comment cho cô biết. Đấy là nếu như em đọc chuẩn cái bảng chữ cái ABC này nhá, thì đố em biết là em đã có khả năng làm chuẩn được bao nhiêu phần trăm trên tổng số 40 âm trong bảng phiên âm IPA rồi. Nếu em đọc chuẩn bảng chữ cái nhá, em cho cô một con số xem nào. 50%. 50%, những bạn khác thì sao nào? 30%, úi dồi, khiêm tốn thế. Các bạn ơi, xin thưa với các bạn rằng là gì? Con số nó lên đến tận 70% nha các bạn nhé. Nếu như các bạn đọc chuẩn cái bảng chữ cái, cho nên đừng coi thường bảng chữ cái, trời ơi, đừng coi thường bảng chữ cái. Nếu như các bạn đọc chuẩn bảng chữ cái, các bạn đã có khả năng làm chuẩn được 70% trên tổng số 40 âm trong bảng phiên âm IPA rồi đấy. Nhá. Đó, đấy là một con số rất lớn nha các bạn ơi. Đấy là một con số rất lớn chứng minh cho cái việc đó là gì? Từ bây giờ, đừng chỉ dùng bảng chữ cái này để chúng ta A, B, C, D, E, F, G, mà cũng đừng chỉ dùng nó để mình ghép chữ lại tạo thành từ, mà hãy tận dụng triệt để nó để chúng ta là gì? À, mình học phát âm chuẩn, ok chưa? Đó, thì các bạn nhìn giúp cô nhá. À, đây, đây là cái bảng mà cô đã tổng hợp tất cả những âm có mặt trong bảng chữ cái. Đó, các bạn nhìn trong phần phiên âm, trong phần nguyên âm này, là nó chỉ còn 1, 2, 3, 4, 5, 5 nguyên âm cần học thêm thôi. Còn trong phần phụ âm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 phụ âm là cần học thêm thôi, nhá. Đó. Và ở phép ấy có một cái hay đó là gì? Ngay từ đầu trong cái phần dạy âm này, cô không đột một phát, cô dạy các bạn luôn từ cái bảng âm này. Bây giờ cô show cho các bạn bảng âm này, và sau đó cô dạy các bạn âm thông qua cái bảng âm này, các bạn sẽ cảm thấy rất ngợp. Tại sao? Tại vì nó có quá nhiều những ký tự đặc biệt đi, đúng không? Các bạn sẽ cảm thấy rất là lạ lẫm, và từ đấy là các bạn tự cho rằng là ồ nó khó ấy. Đó, các bạn sẽ không làm được ấy. Đó, nhưng nếu như ngay ban đầu cô cho các bạn cái bảng chữ cái này thì sao? Các bạn sẽ mình biết cái này nè, đúng không? Ngày xưa là mình đã học cái này rồi nè, đúng không? Đi từ những cái quen thuộc thì từ đó các bạn dễ mở lòng để các bạn học hơn, các bạn dễ thoải mái để các bạn học hơn, ok chưa? Đó, rồi, nào, chúng ta sẽ quay lại cái bảng chữ cái này. Bây giờ cô sẽ đếm xem là trong bảng chữ cái này là mình đã làm được bao nhiêu nguyên âm rồi nhá. 1 này, 2 này, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. 9 âm nhá, 9 nguyên âm nhá các bạn nhá. Ok, rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ luyện tập một chút này. Đây là bài tập cho các bạn luyện tập này. Đó, thì thể lệ là như sau. Bây giờ cô sẽ đọc âm. Và các bạn comment cho cô biết cô vừa đọc âm số mấy. Ok chưa? Nghe kỹ nhá, nhìn kỹ khẩu hình miệng nhá. Và comment cho cô biết xem cô vừa đọc âm số mấy. Ok, âm đầu tiên này. I. Comment nhá, comment nhá. I. I. I là âm số mấy đây? I. Âm số mấy ạ? Ồ, tôi chết rồi. Thế nào thế này? Có hai luồng ý kiến đây nhá. Có hai luồng ý kiến đây này. Là có một số bạn, một số thôi. Một số bạn là comment số 1 đấy. Ồ, đáp án chúng ta là số mấy cơ hả Trang? Số mấy hả Trang? Theo Trang là đáp án số mấy nhá? Yes, đúng rồi, number 4. Số 4 nhá các bạn nhá. Số 4 mình đọc là I, đúng không? Đó, số 1 đọc khác, số 1 đọc khác nhá. Đó, làm lần nữa này. À, lại tiếp, tiếp, tiếp câu thứ 2 này. Oh. Oh. Comment nhá, comment nhá. Oh. Oh. Yes, đúng rồi. Đáp án chúng ta là số mấy đấy? Số 5 nhá các bạn nhá. Yes, đúng rồi, số 5, number 5. Ok chưa? Số 5 mình đọc là O. Ok, tiếp theo. Tiếp theo, tiếp theo. E. E. Number. E. Number mấy ạ? E. E. Number. Ô. E cơ mà. Chết rồi. E là số mấy? Số mấy? Chú, số 2 đúng không? Âm y là âm số 2 này. Đúng không ạ? Ô, có một số bạn comment là số 3. Đây là e mà. E mà. Đúng không? Âm khác chữ cái nhá. Cô đang đọc âm mà. Ok chưa? Số 2 nhá. Y, ok chưa? Tiếp theo này, chúng ta có Ơ. Số mấy comment nào? Comment nào? Mẹ nào? Úi dồi ôi, 3 luồng ý kiến luôn, 7, 8, 9 luôn. Sao lại nhiều ý kiến như thế? Số mấy đây? Ôi giời ơi, số mấy ạ? À? Số mấy ạ à, Trang? Số 9. Số 9, đúng không? Các bạn e ngược đấy, số 9 chứ. Sao lại một số bạn lại comment số 7 à? Nhầm à? Số 7 và số 8 là hơi nhầm nhá. Ok, không sao. Không sao nhá. Nhầm không sao cả. Mới học là sao mà nhớ ngay được, đúng không? Số 9 nhá. 9 thường. Tiếp đi. Rồi ok, bây giờ level up lên một chút nhá. Lần này cô sẽ đọc âm nhưng cô không tạo ra âm thanh nữa. Các bạn sẽ phải nhìn vào khẩu hình miệng của cô. Các bạn đoán xem đó là âm nào, nhìn vào khẩu hình miệng của cô, nhìn. Âm đầu tiên. Nào, khẩn trương nào, khẩn trương nào, khẩn trương nào, comment nào, comment nào. Cho 5 giây cuối cùng nha. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, time's up. Đáp án là number 1. Số 1 đúng không? Một số bạn là comment số 4 à. Số 4 ạ. Ở đây này. Thấy không? Đó, mồm dây lưỡi dẹp nhớ không? Bạn đã nói đấy, mồm dây lưỡi dẹp này. A, ok chưa? Đó, đây là số 1 nha. Tiếp theo nào, nhìn kỹ khẩu hình miệng này. Âm số mấy nha? Comment nào. Nào. Yes, đúng rồi, nào âm số mấy đây các bạn ơi, âm số 4 chứ, à quên, nhầm, âm số 3 chứ, đúng không? Một số bạn comment là số 4, số 7, không phải này, chưa phải này, nó là âm số 3 nhé, e thường tiếng Việt nhá. Rồi tiếp theo nhìn kỹ hồi miệng này, nhìn kỹ này. Rồi, nhiều đáp án lắm nhá.
Nhiều đáp án lắm đây này. Nhìn kỹ này, làm lại lần nữa này. Trang ơi, số mấy hả Trang? Ờ, em nghĩ là số 7 ạ. Yes, đúng rồi, nó là số 7 nha các bạn ơi. Đáp án chúng ta là số 7 nha, số 7 đó. Một số bạn thì cô biết là tại sao trong trường hợp này các bạn phân vân giữa số 7 và số 8. Rất nhiều bạn comment số 8, tại sao như thế? Cô hiểu. Thì vì các bạn nghe này, cái âm số 7 và âm số 8 ấy, nó sẽ khẩu ý miệng sẽ hơi giống nhau một chút đấy. Đúng không ạ? Âm số 7 là như này nhá. O, o, o. Còn âm số 8 là o, o, o. Âm số 8 thì khẩu ý miệng nó sẽ ngắn hơn âm số 7 một chút. Và còn một cái nữa, đấy là âm số 7 ấy, nó sẽ là âm dài hơn, âm số 8 ngắn hơn. Âm số 7 đọc là o, 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 đúng không? Âm số 8 là o, o, o. Đó, lùi ha. Ok. À, rồi, âm cuối cùng này. Âm cuối cùng, âm chốt hạ luôn này. Gì đây? Ta đang dạy học ngồi chu mỏ lên như nào đây? Âm số mấy đây? Yes, đúng rồi, âm số 6 đúng không các bạn? Number 6. Rồi, chính xác luôn. Đấy thì cô hy vọng rằng là thông qua các hoạt động nhỏ nhỏ như thế này là các bạn review lại một chút về âm mình vừa học ha. Ok, và nhớ này, đấy là các bạn hãy tự tin lên. Phần nguyên âm này nó không quá khó đâu. Đó, không quá khó đâu, được chưa ạ? Đó, và để dễ dàng hơn một chút nữa thì các bạn yên tâm là bây giờ chúng ta thích các phần thích vừa nãy là thấy là các bạn cũng khá là ok với phần nguyên âm đơn này rồi đấy. Thế là có cần học thêm cái phần phương pháp thứ hai không nhỉ các bạn nhỉ? Mà nãy là thấy các bạn khá là giỏi rồi còn gì nữa? Có cần thêm phương pháp thứ hai không hay là thôi phải đi ngủ cho sớm nhỉ? Cho sớm sủa hay thế nào nhỉ? Có học thêm nữa không nhỉ? Quá. Rồi ok thì các bạn yên tâm. Đây là kiểu gì cô cũng sẽ dạy thêm các bạn phương pháp thứ hai. À, nói thế thôi. Ok, nào bây giờ chúng ta sẽ đến với phương pháp thứ hai nhé các bạn nhé. Ok, nào let's go. Đây. Nói cô show lại cho các bạn cái phần này là phần nguyên âm nhé. Nguyên âm nó gồm có hai phần nhé, nguyên âm đơn và đôi. Ok chưa? Nào, chúng ta đến trước với phần nguyên âm đơn trước đã. Bây giờ cô sẽ làm khẩu ý miệng và Trang thử đoán xem và các bạn khác cũng đoán xem cô đang tạo ra âm đấy được ký hiệu như thế nào trong cái bảng trên màn hình. Nhìn nhá. Y. Y. Ký hiệu thế nào hả Trang? Y. Cô đồng ý ký hiệu thế nào? Y hai chấm. Yes, đúng rồi. Nó có phải là âm này không? Có phải không? Ừ, ok, tiếp luôn nhá. Tiếp luôn. U hai chấm. Ờ, yes. Nó có phải là âm này không? Ok có. Chưa? Đó, rồi, ok. Và các bạn hay gọi nó âm này nó âm y dài hoặc là y căng, âm này nó mu dài u căng, đúng không ạ? Đó, nào bây giờ chúng ta sẽ đặt tay lên mép để luyện tập hai âm này nhé các bạn nhé. Các bạn giúp cô đặt tay lên mép, tất cả bạn đặt tay lên mép nào, khẩn trương nào các bạn ơi, khẩn trương đặt tay lên mép như này giúp cô nào. Ok chưa, đặt tay lên mép như này nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc âm đầu tiên ạ. Nào, y y y y y y y y. Ok, chuyển này. U. U. Y. Y. U. U. Ok, các bạn bỏ tay ra, các bạn cho câu hỏi. Tại sao chúng ta cần đặt tay lên mép như vậy ạ? Mình đặt tay lên mép để làm gì đấy? Ồ, cho vui này, cho đẹp này, tạo nét à? Hay nào nhỉ? Tại sao chúng ta cần đặt tay lên mép như này ạ? Y, U, Y, U. Để làm gì đấy? Để làm gì hả Trang? Ấu. Khẩu hình miệng. Khẩu hình miệng, nó chưa cụ thể và chi tiết lắm. Đó, thì xin thưa với các bạn, tại sao chúng ta cần đặt tay lên mép như thế này? À, để mình đo cái gì đây? Đo cái gì đây, hả Trang? Đo gì? Độ dài. Đo cái độ rộng khuôn miệng của mình đúng không? Đúng không? Mình sẽ đo cái độ rộng khuôn miệng khi mình làm hai cái âm này nó phải thay đổi như thế nào. Cô ví dụ, cái âm Y làm độ rộng nó phải cỡ này đúng không? Y này. Là phải cỡ này, đúng không? Nhưng mà âm U thì không thế được. Âm U nó chỉ này thôi. U chỉ thế này thôi, đúng không? Thế bây giờ các bạn doe miệng ra các bạn đọc âm U làm sao được? U à, đúng không? Không thể nào mà đọc được.
Đó, vậy các bạn nhớ nhá, cái đầu tiên chúng ta đặt tay mép để làm gì ạ? Để mình đo độ rộng khuôn miệng khi mình di chuyển từ Y qua U, nó sẽ thay đổi như thế nào ha? Đó, tức là Y là phải xoay miệng này, còn U là phải chu cái mỏ ra. Ok chưa? Rồi, và bây giờ mình vẫn đi từ Y qua U nhá, vẫn đặt tay lên mép nhá, nhưng ở giữa cô muốn các bạn đóng miệng lại hai nấc nhỏ để xem chúng ta tạo ra được hai âm thanh gì tiếp theo ha. Đóng miệng lại hai nấc nhỏ nhé các bạn nhé. Nào, tiếp theo là tay mép của cô nào các bạn ơi. Nào, đặt tay mép nào, khẩn trương nào các bạn ơi, khẩn trương nào. Tay mép chưa? Đọc theo cô nhá. Bạn đọc theo cô này, y giống y này. Y. 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 U. 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 Ok, tốt, lại nhá, lại 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 lại. Nào, y. I. 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 U. 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 Ok, tốt. Cha nói cho cô biết hai cái âm thanh mà mình vừa tạo ra ở giữa ấy, bằng việc đóng hai nấc miệng lại ấy, nó là hai âm nào hả Trang? I ngắn và U. Yes, U. Có phải là hai âm ở giữa này không Trang? Đúng không? Yes, các bạn lưu ý nhá, hai cái âm thanh mà chúng ta vừa tạo ra được ấy, bằng việc đóng mở miệng thôi, đóng miệng lại đúng hai nấc thôi là tạo ra được hai âm thanh tiếp theo rồi. Đó, và nó chính là hai âm này ạ. Và các bạn hay gọi nó là y ngắn và u ngắn đấy. Ok chưa? Đó, thấy không? Nguyên âm nó đơn giản lắm, chỉ việc đóng mở miệng một phát tạo ra được bốn âm rồi. Ok. Đó, lại một lần nữa là tay, 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 tay. Nào, khẩn trương nào. Y. 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 U. 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 Lại. I. 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 U. 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 Ok, đó các bạn thấy không? Đó, và những cái nấc đóng miệng đấy nhá, nó phải bằng nhau nhá các bạn nhá. Ok, cái đóng miệng dần lại, đóng miệng dần lại, tức là mồm các bạn nó chu dần ra này, nó dầu dần ra này. Yêu. Đó, từ trái qua phải, một phát các bạn tạo ra được 4 âm. Ok chưa? Đó, lưu ý giúp cô ha. À, thế thì Trang cho cô hỏi là vừa rồi mình đang làm âm theo chiều gì? Chiều này là chiều gì hả Trang? Chiều gì đây? Chiều ngang. Chiều ngang đúng không? Ờ, vậy Trang cho cô hỏi, khi mình làm theo chiều ngang ấy, là chiều ngang của mình thay đổi không? À, không. Chiều ngang có thay đổi không? Này. I, I, U, U. Là chiều ngang có thay đổi không? Làm âm theo chiều ngang là chiều ngang có thay đổi không? Có thay đổi không ta? Đấy, nhìn này, nhìn chiều ngang của mình này. Đấy, i u i u u là có thay đổi không cha? Có không? Đấy. Có. Có đúng không? Hiển nhiên nhé các bạn nhé. Mình làm theo chiều ngang tức là mình phải di chuyển miệng theo chiều ngang. Mình đóng mở miệng theo chiều ngang mà, đúng không? Miệng mình đang đóng dần lại mà, đúng không ạ? Thì chiều ngang sẽ thay đổi nhé. Vậy cô có một câu hỏi tiếp là theo các bạn. Vậy khi mình làm âm theo chiều ngang, chiều dọc có thay đổi không? Chiều dọc tức là hai cái môi này này, nó có tách xa nhau không? Nó có thay đổi không ạ? À Trang, khi mình làm âm theo chiều ngang là chiều dọc của mình này, có thay đổi không ạ? Không ạ. Đồng ý luôn. Để test xem là nó có thay đổi không ấy, các bạn giúp cô đặt tay lên hai môi như này, đặt nhẹ thôi. Đừng có ép vào này, không có đọc được đâu, đặt nhẹ thôi. Nào bây giờ mình vẫn đọc như vậy nhá, để xem là cái chiều dọc này có thay đổi không nhá. Nào, y. Y. E. E. U. 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 Có thay đổi không hả Trang? Không ạ. Không đúng không? Đó, các bạn nhìn này, thay đổi đâu, hai con tay vẫn như vậy à? Ok chưa? Vậy tóm lại, nhớ này, khi làm, nhớ nhá, ai cần thì nốt cái này lại, này này, cái này lại. Đó là khi các bạn làm âm theo chiều ngang thì cố định chiều dọc, nhớ chưa? Làm theo chiều ngang là chiều dọc nó không thay đổi đâu ha. Đó rồi, thì đây các bạn nhìn giúp cô này, vừa rồi là mình làm chiều ngang nhá, và bây giờ cô muốn các bạn làm lại một lần nữa, để nhưng lần này mình sẽ tập trung vào cái lưỡi của mình ấy, xem là khi mình đi từ y 2 chấm qua u 2 chấm ấy, lưỡi của mình nó thay đổi như thế nào. Ok chưa? Mình đồng ý là miệng mình nó sẽ chu dần ra rồi đúng không? Thế còn lưỡi thì sao ha? Nào các bạn đặt tay lên mép giúp cô nào, khẩn trương nào, đọc lại nha. Y, nhưng chú ý vào lưỡi nhá, chú ý vào lưỡi này. Y. Y.
E. E. O. U. 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 Làm lần nữa chú ý vào lưỡi. I. 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 U. 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 Lưỡi nó đang thay đổi như thế nào ta? Theo Trang. Em nghĩ là nó... Nó có nằm im không? Không ạ. Nó giữ nguyên à? Nó có hơi... Như nào nhỉ Trang nhỉ? Nó hơi bị như là cong đấy một tí sao? Bây giờ để thấy rõ được cái sự thay đổi nhá. Bạn đi từ I2 chấm qua U2 chấm. Bỏ hai cái ở giữa đi. Nào. I, U. I, U. I, U. I, U. Nó đang thay đổi như nào đấy? I, I, U. Lưỡi đang như nào nhỉ? Lưỡi đang dẹp. Khi mình làm cái âm I là lưỡi đang dẹp phải không em? I là lưỡi dẹp này. I, lưỡi nằm im đúng không? Nhưng khi mình đọc U, U là lưỡi như nào rồi? Hơi cong. Đúng rồi, các bạn lưu ý nhá. Lưỡi nó sẽ thụt dần vào và đang dẹp nó chuyển thành tròn. Được chưa ạ? U là lưỡi đang tròn lại đấy. U là lưỡi mình đang tròn lại đấy, nó đang thu lại đấy. Đúng không? Và nó sẽ hơi thụt vào bên trong. Đó, vậy các bạn lưu ý giúp cô khi các bạn làm âm thì chúng ngang như thế này. Các bạn đi từ trái qua phải, đi từ I2 chấm qua U2 chấm thì lưỡi các bạn thứ nhất đang dẹp chuyển hình tròn và nó thu dần vào bên trong. Đã thu dần vào bên trong. Nhìn nhá, đặt tay này. Một đầu ngón tay đầu mũi. Một tập đầu ngón tay đầu cằm là này. Ok chưa? Nào. Bước 1 đóng âm i 2 chấm, sau đó hạ cằm hai nấc xem là chúng ta tạo ra được hai âm gì tiếp theo nhé. I. I. E. E. A. A. Lại này. I. I. E. E. A. A. Làm lần nữa này. Lưu ý nhá, đi từ âm I là miệng các bạn đã phải doe rồi. Miệng các bạn phải doe, làm nó mới chuẩn được. Lại này. I. I. E. E. A. 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 Yes, ok chưa? Làm lần nữa các bạn ơi, làm lần nữa nào. Tay, 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 tay. Làm lần nữa, làm lần nữa. I. I. E. E. A. A. Âm thanh của Trang ấy, cái âm thanh số 3 này này. Hai cái âm mà các bạn vừa tạo được ấy, nó là hai âm này đúng không? Đồng ý chưa? Thì cái âm E này là âm E thường ban nãy chúng ta học rồi nhá. Nhưng mà cái âm E này của Trang này, âm này cô hay gọi là âm E bẹt nhá. E bẹt. Thì âm này của Trang nghe nó hơi giống âm A. Tại sao biết không? Có lý do cả đấy. Tại vì miệng của em chưa đủ doe. Đối với âm E bẹt này nhá, cũng là miệng doe, mồm doe, lưỡi dẹt luôn. Đó à. Miệng em cũng phải doe ra thì âm thanh mới đúng được. Còn không thì sẽ nghe kiểu A, A, A. Là A tiếng Việt nhá. Đó nó phải A, A, A. Đó, ok chưa? Làm lần nữa nào, chúng ta sửa nào. Bạn ơi, bạn nào đang ở trong tình trạng như vậy tự sửa nhá. Nào tay, tay, tay. I. I. E. A. E. Lại nhá, làm lần nữa này. I. I. E. E. A. E. Hơi giống E. Trang làm lại một chút. Các bạn ơi, các bạn làm lại một chút nữa. Nào, đừng bỏ cuộc. I. I. E. E. A. E. Em phải hạ, hạ, hạ thêm một nấc nữa. Em hạ chưa? Em phải hạ thêm một nấc nữa nhá. I. Sau đó hạ một nấc ra me này. E hạ một nấc ra e bẹt này. Lại nào. I. I. E. E. A. E. A. 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 Đấy. Âm thanh đấy mới là đúng. Được chưa ạ? Đó. Em hạ cầm chưa đủ đấy. Các bạn nhìn này.
I, E, A, A. Mồm re ra nhá, bắt buộc mồm phải re, âm thanh này nó mới chuẩn được. A, A, A. Lưỡi dẹp. A, 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 A. Thấy không ạ? A, đó. Kéo 2 mét sang bên. A, A, A. Đó, các bạn lùi giúp cô ha. Đó, chữ âm này không được đọc giống âm A tiếng Việt đâu nhá. Đọc âm A tiếng Việt là nghe nó rất là sai đấy. Ok chưa ạ? Thì vừa rồi là mình vừa làm âm theo chiều dọc nhé các bạn nhé. Thì các bạn lưu ý, ban nãy cô nói là làm âm theo chiều ngang thì cố định chiều dọc đúng không? Vậy, theo các bạn là mình làm âm theo chiều dọc, tức là chiều dọc của mình có thay đổi không? Có. Ừ, có đúng không? Mình đang hạ cầm xuống mà. À, đúng không? I, E, A, A. Chiều dọc phải thay đổi. Làm âm theo chiều dọc mà. Đó, nhưng chiều ngang của chúng ta có thay đổi không mà Trang? Có thay đổi không? No, chiều ngang không thay đổi nha. Các bạn lưu ý giúp cô nha. Đã làm âm theo chiều dọc, cố định chiều ngang. Nhớ chưa? Nó sẽ ngược lại với các bạn nãy. Làm âm theo chiều dọc, cố định chiều ngang. Đó. Và về môi, môi thì mình sẽ hạ theo cằm. Đây, I, E, A. Đó. Và lưỡi trong cái trường hợp này ấy, thì nó sẽ không cong lên và nó sẽ không từ dẹt thành tròn nữa đâu các bạn ạ. Đó, mà lưỡi nó sẽ hạ theo cằm thôi. I, E, A, A. Nó vẫn dẹt như này, nhưng nó hạ theo cằm thôi. Ok? Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sang hàng dọc tiếp theo nhá. Nào, hàng dọc tiếp theo thì cũng yêu cầu các bạn, tất cả các bạn phải... À, ok. Hàng dọc này thì cô yêu cầu các bạn, các bạn phải nhìn kỹ khẩu hình miệng của cô. Nhìn kỹ khẩu hình miệng của cô nhá bạn nha. Nhìn kỹ khẩu hình miệng này. Nào, tất cả bạn làm cùng cô luôn. Tay, tiếp tục tay đặt này ạ. Khẩn trương, khẩn trương, khẩn trương. Nhìn kỹ khẩu hình miệng nha. Y. Y. À nhầm. Sorry, sorry, sorry. Là U mà. Đi tới mua hai chấm mà. U. U. O. 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 Làm lần nữa. Nhìn kỹ khẩu miệng bắt trước này. U. U. O. 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 Làm lần nữa. U. U. O. 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 Ok. Rồi, thì tại sao cô lại bắt buộc các bạn là phải, các bạn phải nhìn kỹ khẩu miệng của cô, các bạn phải quan sát cô. Tại vì ấy, nó có hai cái âm thanh mình vừa tạo được bằng việc hạ cằm ra hai âm này phải không? O hai chấm và A hai chấm phải không? Thì các bạn hay nghĩ kiểu O hai chấm đúng không? Ở tiếng Việt mình cũng có O đấy. À, thế là thành ra các bạn đọc giống O tiếng Việt ý. Ờ, các bạn đọc là O. O là không phải này. O, O tiếng Việt rất thoải mái, nhưng miệng mình rất thoải mái. O, 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 O. Nhưng O tiếng Anh nó không thoải mái như vậy đâu. Miệng của chúng ta sẽ hơi tròn lại, hơi khó chịu một chút các bạn ạ. Các bạn nhìn kỹ khẩu miệng của cô này. O. 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 Đúng rồi. O. 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 Thấy không? Thấy miệng nó phải tròn lại không? O. Chứ mình không đọc là O. O này là O tiếng Việt này. O. O tiếng Việt này rất thoải mái. Nhưng O tiếng Anh nó sẽ khó chịu hơn một chút. Nhớ chưa? Ok. Khác nhau nhá. Tiếp theo âm A chấm này. Nhiều bạn nghĩ ớ. Tiếng Việt mình cũng có ma mà. Thế là cứ đọc ra A tiếng Việt, không phải đâu. Đó, A hai chấm tiếng Anh nó sẽ khác A chấm trong tiếng Việt. A trong tiếng Việt ấy là miệng mình di chuyển theo chiều ngang. Nhìn này, A, A, A đang là chiều ngang này, A, đúng không? Nhưng A hai chấm trong tiếng Anh là miệng các bạn di chuyển theo chiều dọc cơ. Theo chiều dọc cơ, các bạn ơi, các bạn nhìn giúp cô này. O. 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 Là miệng mình đang di chuyển theo chiều dọc nhá. Không thể chiều ngang nhá, chiều ngang là A tiếng Việt, ok chưa? Đấy là lý do vì sao các bạn cần nhớ cái lưu ý này giúp cô. Thứ nhất, O2 chấm trong tiếng Anh khác tiếng Việt, A2 chấm trong tiếng Anh cũng khác tiếng Việt luôn, ok chưa? Và miệng nó sẽ hơi khó chịu hơn một chút. Đó, riêng âm O2 chấm này, miệng nó phải tròn lại. Ok, lại lần nữa nào. Tay các bạn đâu, khẩn trương nào. U. U. O. 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 Lại, U. U. O. 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 Ok, nhớ chưa? Đó, nhớ nha. Ok, riêng hàng lọc này là phải chú ý âm O 2 chấm và A 2 chấm nhá. Khác một tí thôi là phát âm khác hẳn đấy. Tiếp theo luôn, cô có hàng dọc thứ ba. Hàng dọc này thì cô muốn các bạn lưu ý. Để làm hàng dọc này, miệng thả lỏng hết cỡ. Không gồng, không y,
không doe miệng, không chu miệng, không y, không u gì cả. Miệng thả lỏng với cỡ, ok chưa? Và mình sẽ đi từ cái âm y ngắn này. Đó, thì để làm được âm y ngắn này nhá, miệng các bạn thả lỏng này, mở hé ra. Y. Y. Đúng rồi, lại nhá. Miệng thả lỏng nhá, không doe nhá. Đừng có cười. Thả lỏng, mở hé. Y. Y. Ok, nào, hạ cả mái nước này. Y. Y. Ơ. 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 Lại nhá. Y. Y. Ơ. 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 Đúng rồi, làm lần nữa. Y. Y. Ơ. 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 Ok, cái âm mũi các bạn sẽ đọc là o o o o o, ok chưa? O o o. Ai mà chưa quen các bạn cứ đi cho mi hai chấm giúp cô. I o o i o o i o o. Đó vậy thôi. Ok chưa? Đó thì cái nhớ nhá, âm e ngược thì mình đọc là ơ nhá. Âm ơ này thì là âm đặc biệt nhất trong tiếng Anh. Tại sao? Tại vì nó có một tên riêng luôn. Nó được gọi là âm schwa sound đó các bạn, schwa sound. Đó, âm này là âm nhẹ nhất trong tiếng Anh ha. Đó, rồi, ok. Và còn âm cuối cùng thôi. Cái âm cuối cùng này thì các bạn nhìn giúp cô nhá. Nó là cái âm này này. Âm này thì đáng nhẽ theo đúng chính xác là nó phải có thêm dấu hai chấm nhá. Các bạn thêm vào giúp cô ha. Ok, đối với cái âm này ấy thì nó gọi là mơ cong lưỡi. Nghe tên là biết rồi đúng không? Ơ cong lưỡi tức là sao? À, tức là khi mình làm âm này lưỡi mình phải cong, đúng không? Cái âm bên cạnh này này, là âm ơ không cong lưỡi, ơ thường, ơ ơ ơ thôi đúng không? Nhưng âm bên này nó là mơ cong lưỡi. Đó, và để làm được cái âm này ấy, thì cô sẽ có hai cách cho các bạn. Nhưng mà cách thứ nhất thì cô nghĩ là một số bạn là sẽ không, nhiều bạn là sẽ không làm được theo cách thứ nhất, cho nên là cô sẽ hướng dẫn cách đơn giản nhất. Ok chưa ạ? Đối với cách đơn giản nhất này, trước tiên các bạn cần hiểu là những bộ phận nào trong miệng mình nó kết hợp với nhau để nó tạo ra cái âm ơ cong lưỡi này. Giả vờ nhé, nhìn. Đây là cái vòng miệng của mình này, cắt ngang này này, đây là vòng miệng, đây là lưỡi, đây là lưỡi. Thì khi mình làm cái mơ cong lưỡi này ấy, là cái đầu lưỡi của mình nó sẽ hướng lên, nó sẽ cong lên và nó hướng về phần thân vào miệng như thế này. Thấy không? Hình dung ra không? Cái phần cong nhất của vào miệng đây đúng không? Thì lưỡi mình nó sẽ cong lên, nó hướng về phần thân vào miệng như thế này. Nó hướng về như thế này. Ok chưa? Đây, lưỡi bình thường nằm im này đúng không? Cong lên, hướng về thân vào miệng. Đó. Vậy, các bạn hiểu được các bộ phận kết hợp như vậy rồi. Cô hay bảo học sinh là các bạn đặt tất cả các bộ phận lại với nhau, sau đó các bạn ơ lên một tiếng là ok, có gì đâu. Đặt tất cả bộ phận lại với nhau, ơ lên một tiếng. À, có ai không cong được lưỡi không? Là cho xin hỏi là ở đây có ai không cong được lưỡi không ạ? Cái lưỡi của mình còn không kiểm soát được thì kiểm soát được cái gì trên cuộc đời này nữa, đúng không? Ai cũng cong được lưỡi hết, phải có niềm tin, nhớ chưa? Đó, đừng có bảo là em không cong được lưỡi, không có đâu nhá. Lưỡi các bạn linh hoạt mà. Nhìn này. Cong lưỡi lên. Ừ. 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 Đúng rồi. Lại. Ừ. Nè. Ừ. Ừ. Đúng rồi. Ừ. 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 Đó, bạn nào mà chưa nghe ra được, nghe nó chưa cong lắm ấy, nghe nó vẫn hơi ơ thường ấy, thì các bạn ép sát lưỡi, đẩy lưỡi lên một chút. Đẩy lưỡi lên vào miệng một chút, có thể là lưỡi bạn đang hơi xa như này. Đẩy lưỡi lên, ok chưa? Đó. Ừ, 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 ừ. Đó. Ừ. Vì bản chất âm này là lưỡi cong mà, nhá. Đó, hiểu như vậy, bây giờ các bạn đặt tất cả các bộ phận lại với nhau, sau đó các bạn ơ lên một tiếng là ra thôi, có gì đâu. Ok chưa? Đó. Rồi. Thế thì đấy là cái âm ơ này nhá. Ơ, nhớ phải cong lưỡi. Ơ, đặt lưỡi trước, cong lưỡi sau. À, đặt lưỡi trước, sau đó đọc ơ lên. Ơ. 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 Đúng rồi, chính xác. Ok. Rồi, đó. Thì đấy là cái phần nguyên âm đơn của các bạn đấy nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập trong từ ạ. À, nào. Các bạn nhìn giúp cô đọc lại một lần nữa này. Y. Y. Ghép vào từ luôn. Y. Seat. Seat. Đúng rồi, lại này. E. E. Seat. Seat. Đúng rồi. Seat. Seat. Ok chưa ạ? Mình kéo dài cái mi đấy ra. Seat.
Đó, và miệng doe nhá, nụ cười mà. Seat, ok chưa? Rồi, tiếp theo mình sang cái này ạ. U. Blue. Blue. Ok, âm u đơn giản nhá. Rồi, tiếp theo còn cái này thì sao? À, vậy trong cái phần này thì cô có hỏi các bạn một cái, đấy là theo các bạn y hai chấm có phải, à quên, âm y ngắn ấy, các bạn hay gọi âm này là mi dài, âm này là mi ngắn đúng không, u dài u ngắn đúng không? Vậy các bạn cho cô hỏi âm mi ngắn này nó có phải phiên bản ngắn hơn của mi dài hay không, trả lời comment âm y ngắn có phải phiên bản ngắn hơn của âm y dài hay không, có hay không, comment đấy. À, rồi ok. À, tức là sao, tức là âm y dài là mình doi miệng ra đúng không, mình y đúng không, y y ngắn mình đọc ngắn hơn tí là được. À, mình đọc lại y, phải thế không? Đấy là cách cô hướng dẫn các bạn ban nãy à, có phải không, có phải không? Ồ, không phải nghiễm nhiên mà cô hỏi các bạn câu hỏi này đâu. Y ngắn nó không phải phiên bản ngắn hơn của mi dài đâu các bạn ơi, các bạn lưu ý nhá. Y ngắn không phải phiên bản ngắn hơn của mi dài đâu. Tại sao? Khẩu miệng của nó khác nhau, khẩu hình miệng khác nhau, nhớ chưa? Ban nãy cô nói với các bạn rằng là gì? Các bạn cười được là các bạn sẽ làm được âm y hai chấm đúng không? Y, cười được làm được này, y, đúng không? Nhưng âm y ngắn ấy là miệng các bạn thả lỏng cái cỡ mà, các bạn có xoay ra như vậy nữa đâu, đúng không? Đó, nhìn này, thả lỏng, mở nhẹ, y, 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 nó khác nhau, đúng không ạ? Và vào trong từ nhé, các bạn lưu ý giúp cô, các bạn có thể ghi lại, đó là cái âm y ngắn này này, khi ghép vào trong từ nghe nó sẽ gần giống âm e trong tiếng Việt một chút đấy, nghe gần giống âm e trong tiếng Việt nhé các bạn nhé. Ok, và chúng ta sẽ đọc cái từ động từ ngồi này là gì ạ? Âm trước từ sau này. E, sit. E, sit. E, sit. Đó, các bạn thấy không? E, sit, sit, sit. Nghe nó giống là sit, sit, sit đâu. Mình đọc là sit, sit đâu. Đúng không ạ? Nó là sit. Đó, sit là miệng mình đang doe đấy. Miệng thả lỏng. E, sit. Sit, sit, sit. Ok chưa? Rồi, tiếp theo bên cạnh mình có âm gì đấy ạ? Âm này nó là âm u ngắn đúng không các bạn? Ờ thì âm này các bạn, u, 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 miệng mình cũng hơi thả lỏng nhá. U, 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 u. Đó, và cái âm u ngắn này nhá, ghép vào trong từ ấy thì nghe nó sẽ gần giống âm ư trong tiếng Việt của chúng ta đấy. Gần giống âm ư trong tiếng Việt nhé các bạn nhé. Cô không bảo nó giống y hệt nhưng mà nó gần giống đấy. Ok, nào các bạn nhìn giúp cô này, các bạn nghe giúp cô này. U, book, 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 book. Mình không nói book đúng không? Khẩu miệng các bạn không tròn lại như vậy đâu. Book, no. Mở khẩu miệng ra. Book, book, book. Đó, nghe nó sẽ gần giống âm ư trong tiếng Việt nhé. Các bạn lưu ý giúp cô ha. Book. Đó, book, nghe nó sẽ khác ha. Ok. Rồi, cô sẽ gọi một bạn nhé. Gọi bạn để đọc cùng cô. Chắc bạn Trang bạn ấy có việc bận hay gì đó. Ok. Nào. Xem có bạn nào không nào. Bạn nào mà xung quanh các bạn nó không bị ồn đấy nhá. Wait. Ok. Mời bạn Chris nào. Chris. Ok, hello Chris. Hello. Rồi. Hello cô. Ok, rồi. Chris đọc cùng cô luôn nhé. Nào, mình đọc lại này. U, book. 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 Book, Book. mở khẩu miệng ra. Book. Book. Yes, Book. ok, làm lần nữa này. Book. Book. Yes, đó, book. Các bạn lưu ý nhá, nó không hẳn là âm ư đâu, cô bảo là nó gần giống âm ư thôi nhá. Chứ các bạn nghe đọc là book, book là nghe chết dở nhá, không phải là âm ư. Đó, mà mình sẽ đọc là book. Đây, có một cái mẹo, đấy là nghe nó sẽ gần giống kiểu UO trong tiếng Việt của mình ý. UO này này các bạn này. Đó, nó sẽ kiểu book, book,
Book. Chris đọc lên nào. Book. 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 Yes, book. Làm được nữa. Book. Book. Ok, rồi tiếp theo chúng ta đến âm này ạ. Âm này nhá. Nào, E. 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 Đúng E. Rồi, bắt đầu từ nhá. Bet. Bet. Đúng rồi, bet. Bet. Yes, nó là E thường thôi nhá. Đơn giản nhá. Rồi tiếp theo, âm này thì sao nhỉ? Quiz đọc thế nào nhỉ? Nào, âm này ban nãy cô nói với các bạn rằng là gì? Miệng mồm doe lưỡi dẹt, nhớ chưa? Miệng các bạn không doe không đúng được đâu nào. A. E. Đúng rồi, A. E. E. A. E. A. Nào, đi lại từ âm Y nào các bạn ơi, các bạn đặt tay lên mép, à, đặt tay lên như này giúp cô nào. Đi lại từ âm Y để làm âm đấy nào. Y. Y. E. E. A. E. Yes, nào ghép vào từ nhá. Bad. Bad. Đúng rồi, chính xác lại. Bad. Bad. Đó, các bạn thấy không? Mình không đọc là bad phải không ạ? Bad là cái từ phía trên nhá. Ồ, trai tồi mình phải đọc là gì? Bad boy. Bad boy. Mình không đọc là bad boy nhá các bạn nhá. Bad boy xong ra trai dùng chiếu đấy. Nhá, lưu ý nhá. Làm lần nữa này. A. Bad. Bad. Đúng rồi. Bad. Bad. Ok, rồi, hay là ví dụ luôn, cô có cái từ lưng là gì? Chris biết từ lưng là gì không? Từ này rất là quen thuộc các bạn luôn. Cái từ lưng ấy. Chris biết từ này không? Back. Ờ, đấy, các bạn hay rõ back. Back đúng không? Ôi, sao lại thế? Không rõ back nha. Nguyên âm của nó là nguyên âm E bẹt mà, có phải nguyên âm A đâu, các bạn rõ back, đúng không ạ? Nghe này, âm trước từ sau nhá. A, back. Back. Đúng rồi, lại. A, back. Back. Đúng rồi, back. Back. Đó, miệng nó doe ra, thấy chưa, khẩu miệng nó khác. Khác là back, back, back. Miệng các bạn bình thường các bạn vẫn đọc được. Nhưng âm này phải doe này. A, back. Back. Back, back, back. Đúng rồi, nghe nó khác hẳn luôn là back chưa. Rồi, ok nhá. Tiếp theo luôn, nào cái âm này đi. Âm ơ ạ. Âm này nào, đọc lại nào. Ơ. 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 Ok, Chris đọc từ này như nào nhỉ? Banana. Ờ, ok. À, cái nguyên âm thứ hai các bạn lưu ý giúp cô nhá. Nguyên âm đầu và cuối là hai âm ơ. Nhưng mà cái nguyên âm giữa này là nguyên âm e bẹt đấy. E bẹt có được là banana không? Đấy là A tiếng Việt. E bẹt. A. Banana. 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 Lại nào. Banana. 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 Không, hơi giống A đấy, hơi giống A nha Chris. Nào miệng mình doe ra một chút nào lại này. Banana. 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 Ờ ok, banana. Banana. Yes, ok lại lần nữa này. Banana. Banana. Yes, đó các bạn lưu ý nhá. E bẹt là mình phải doe banana, 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 banana. Ok chưa ạ? Đó, rồi tiếp theo chúng ta sang âm này ạ. Âm này thì các bạn, có rất nhiều bạn nhé. Các bạn cứ đọc, các bạn cứ bảo nó là âm á. Sao các bạn đọc giống âm á trong tiếng Việt, các bạn đọc từ cắt. Cắt à? Ô, cắt là cắt tiếng Việt đấy các bạn ơi. Ô, tiếng Anh nó có đọc là cắt đâu. Không đọc là cắt, 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 no. Các bạn lưu ý giúp cô nhá. Âm này không phải âm, đừng có gọi nó là âm á. Gọi nó là âm giống mũ thôi. Đừng gọi nó là âm á nhá. Âm á là các bạn hay có xuống đọc xong á tiếng Việt đấy. Đó, nào. Bây giờ mình sẽ đọc âm trước từ sau nghe sẽ tây hơn hẳn này. O. Caught. Caught. Chris đọc âm trước từ sau nhé. Lại này. O. Caught. Caught. Đúng rồi. Caught. 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 Lại này. O. Caught. 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 Cut. Cut. Đó, nghe âm thanh nó khác hẳn chưa các bạn ơi? Ủa, khác hẳn là cắt 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 của bạn chưa? Cắt thì là cắt tiếng Việt, được chưa ạ? Đó, mình không hướng tới đọc tiếng Anh, nói tiếng Anh hay như tiếng Việt đâu nhá. Nói tiếng Anh thì hay như tiếng Anh cơ. Đó, nhớ đừng có gọi nó là má nha, khác hoàn toàn luôn. Hay là ví dụ có một từ nữa này. Cô có cái từ con trai hoặc là từ mặt trời. Đây, hai từ này. Các bạn biết hai từ này không?
Hai từ này là hai từ đồng âm. Mình đọc là sun không? Không đọc là sun đúng không? Sau buổi hôm nay là không đọc là sun nhá. Tại sao? Làm gì có mà á trong tiếng Anh đâu, đúng không ạ? Nào, âm trước từ sau này, các bạn nghe cô này. O, sun. Chris đọc Sean. Lại nhá, sở nhẹ, Chris ơi. Chris đang bị đọc âm thở nặng mất rồi, sở nhẹ. Lại này. O, sun. Sun. Ok, lại. O, sun. Sun. Yes, đó. O, sun, sun. Khác là sun, sun, sun chưa? Sun. Đó, nhớ nha, lại lần nữa này. O, sun. Sun. Sở nhẹ, Chris. Oh, son. Son. Đúng rồi, son, sở nhẹ nha. Ok, good. Rồi, tiếp theo này. Chúng ta sang âm này. Âm này là âm gì đây à, Chris? Âm này ban nãy cô bảo nó là âm gì kìa? Âm ơ cong lưỡi phải không? Chris nhớ không? Âm này là âm ơ cong lưỡi nhá. Thì cô bảo các bạn rằng là gì? Các bạn đặt tất cả các bộ phận lại với nhau, sau đó bạn ơ lên một tiếng là xong. Nào, cong lưỡi lên. Đúng rồi. Yes. Và từ này mình có đọc là bớt không? Bớt là thêm bớt tiếng Việt à? Đúng không ạ? Tiếng Anh mình không đọc như vậy. Nó là mơ cong lưỡi đấy. Nào. Bird. Bird. Yes. Bird. Bird. Yes. Cái âm ơ của Chris ấy, nó đang hơi thiếu cong lưỡi một chút. Thì tại vì sao? Tại vì Chris, cái lưỡi của Chris đang xa quá này. Xa cái vòng miệng quá này. Đẩy lưỡi lên chút. Chris. À quên. Bird. Bird. Đúng rồi. Đó, nghe nó cong hơn rồi đấy. Bạn nào mà đang ở trong cái tình trạng đấy nhé, bạn lưu ý nhé. Tại vì lưỡi bạn đang xa vòng miệng quá. Đẩy lưỡi lên chút. Ok chưa ạ? Lại nhá. Bird. Bird. Ok, bird. Bird. Ok, tiếp theo này, chúng ta có âm này. Âm này Chris đọc cái nào đây? Bạn nãy lưu ý là gì nhỉ? O hai chấm phải không? Có phải O tiếng Việt không hả Chris? Không. No, các bạn ơi, ui, không phải O tiếng Việt đâu nhá. Cô nói bạn nãy rồi đấy, là miệng các bạn ấy tròn lại. Khẩu hình miệng tròn lại, nhìn kỹ này, nhìn kỹ này. O. O. Đúng rồi. Sport. Sport. Nào, sport. Sport. Lại, sport. Sport. Yes, đó các bạn thấy không? Nếu như các bạn đọc O tiếng Việt ấy, thì miệng các bạn rất thoải mái và nó sẽ ra âm thanh này. Sport, sport, sport. Oh. Không, người bản xứ không đọc như vậy. Sport, sport, O tiếng Việt nhá. Đây là sport, sport. Sport. Lại nào. Sport. Sport. Đúng rồi. Khẩu ý miệng tròn lại nhá. Sport. Sport. Hơi của Chris là hơi o tiếng Việt chút này. O. Lại nào. O. 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 Sport. Sport. Ok, làm lần nữa. Sport. Sport. Tròn lại nhá, hồi miệng tròn lại nhá, khó chịu hôm chút này. Oh, sport. Sport. Ok, đó, đỡ hơn rồi đấy. Ok, làm lần nữa này. Sport. Sport. Ok. Tiếp theo luôn, mình có âm A hai chấm nhá. A hai chấm bạn đã nói rồi đấy, khác A tiếng Việt. A tiếng Việt miệng di chuyển đi chiều ngang A. A hai chấm tiếng Anh miệng di chuyển đi chiều dọc ạ. Lại này. O. A. O. A. Của Chris đang hơi theo chiều ngang chút đấy. Di chuyển theo chiều dọc thôi. Mình hạ cầm thôi. O. O. Ok. Đúng rồi. O. O. Đúng rồi. Ghép vào từ này. Hot. Hot. Đúng rồi. Hot. Hot. Đó. Các bạn lưu ý nhé. Nhiều bạn cứ nhìn thấy mặt chữ, nhìn thấy chữ O ấy. Sao các bạn nghĩ nó là O hai chấm? Không phải đâu. Các bạn có đọc là hot, hot, hot đâu. Đúng không? Không khó chịu như vậy. Miệng mình khá thoải mái. Hot. Hot. Đúng rồi. Hot. Hot. Yes. Hay là cô ví dụ đi. Cô có cái từ dừng lại ấy. Dừng lại tiếng Anh là gì? Chris. Stop.
Đúng rồi. Đấy nhá, cái từ đấy ấy, không đọc là stop, stop đâu. Nó là mai chấm đấy. Nào, stop. Stop. Đúng rồi, miệng thả lỏng ra, thoải mái. Stop. Stop. Đó, các bạn không đọc từ này là stop, cũng không đọc stop, cũng không đọc stop, đúng không? Stop. Stop. Yes, ok chưa? Đó, lưu ý nha. Rồi, tiếp theo, thế là vừa rồi chúng ta vừa luyện tập xong cái phần nguyên âm đơn đó các bạn. Ok, rồi thì các bạn lưu ý nha. À, tiếp theo là mình chuyển sang nguyên âm đôi, nhưng mà cái gì cũng thế, phải có luyện tập thì mới hoàn hảo được, được chưa ạ? Chứ các bạn học xong buổi ngày hôm nay các bạn đòi là mình đọc trái bằng cô giáo gì cả, làm sao mà các bạn đọc hay bằng cô giáo ngay được, đúng không? Không được đâu, bình tĩnh, cái gì nó cũng cần thời gian nhé, đừng có hối, được chưa? Đừng có nản nhé các bạn nhé. Ok, ngày hôm nay các bạn không làm được không có nghĩa là ngày mai các bạn cũng sẽ không làm được, ngày mai không làm được không có nghĩa là ngày kia cũng sẽ không làm được, cái gì cũng cần thời gian, nhớ nha, không có gì ăn sổi được cả. Tiếp theo luôn, nguyên âm đôi nào các bạn ơi, nguyên âm nguyên đôi. Nguyên đôi đơn giản lắm, dễ lắm, không khó đâu. Nào, âm này đọc là nào Chris ơi? A. Yes, đúng rồi. Mồm doe lưỡi dẹt, nhớ chưa? Ô, cấm chỉ A, A, A nhá. Nào, doe miệng này. A. A. Đó, nghe nó khác hẳn chưa? Trời ơi, nào ghép vào từ đi. Hey. A. Yes, hay là cô có một từ như thế này ạ? Cô có cái từ gì nhỉ? Game. Nào game đi. Ô, game đọc thế nào? Chris, từ này đọc thế nào? Game. Ờ đấy, rất nhiều bạn đọc là game đúng không? I like playing game. Game à, game đấm e à. Tiếng Anh làm gì có me đâu, đúng không? Lưu ý nhá, tiếng Anh không có me đâu, mà nó chỉ có e thôi các bạn ơi, e thôi. Đó, và để làm được cái âm này nhá, để làm được cái từ này cực kỳ đơn giản luôn. Các bạn chia ra hai phần giúp cô. Phần thứ nhất là đây này. Đấy, cô chấm giữa hai phần nhá. Nhìn này, nhìn và đọc theo luôn này. Gay. Gay. Ừm. Ừm. Gay. Gay. Ờ, ừm. Ừm. Nối lại. Game. Game. Gay nhá, các bạn đọc gay, sau đó các bạn ngậm miệng lại và nghe nó hơi giống kiểu gay một chút đấy. Game. Yeah. Game. Lại này. Game A của Chris, miệng nó phải doe ra nhá, lại này. Game. Game. Đúng rồi, làm lần nữa. Game. Game. Đó, game này, game, game. Đó, game. Đó là cách đúng để đọc từ này nhá. Mình đọc game, 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 game. I like playing games. Games, nghe nó khác, được chưa ạ? Các bạn chỉ cần sửa một chút cho cô thôi ha. Đó, cứ tách thành hai phần, đọc nó sẽ dễ hơn ha. Tiếp theo luôn nào các bạn ơi, nguyên âm mới này. Oi. 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 Ok, mình có boy. Boy. Ok, boy nha các bạn nhá. Rồi, âm này đơn giản nhá. Tiếp theo luôn. I. 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 Rồi, từ này. Size. Size. Đúng rồi, các bạn lưu ý giúp cô nhá. Cái từ này nó có âm Z ở cuối này. Đúng không? Size. Size là thiếu âm Z à? Đúng không? Lại nhá. Size. Size. Đúng rồi, làm lần nữa. Size. Size. Ok, trong cái âm này thì cô có một từ kinh điển luôn. Rất nhiều bạn sai. Và mỗi lần cô làm video trên TikTok là kiểu gì sẽ có bạn hỏi Time. Có biết Time không? Ồ, thế nào đấy? Time à? Ừ, Time đúng không? Nhiều bạn đọc là Time này. Hoặc là Time. Ừ, hay hơn tí chắc là Time. Có nhìn được, có thấy nguyên âm A nào trong này không? Hay là chỉ có nguyên âm I thôi? Ồ, có nguyên âm A đâu? Đúng không? Đó, rồi ok, chính vì thế nào, các bạn tiếp tục chia cho cô làm hai phần này. Đơn giản lắm. Phần 1. Tie. Tie. Nào, tie. Tie. Ok, phần 2. Nào, time. Time. Đúng rồi, lại một lần nữa. Time. Time. À, của Chris là hơi bị nhầm cái âm T đấy nhá. Âm T của Chris là chưa ổn lắm này. Đó, thì ban nãy cô có dạy rồi nhá. Chris có thể đi từ âm S qua. Sau đó bật lên. Đúng rồi, chính xác. Time. Times. Time.
Đúng rồi, chính xác. Nó là âm ch, chứ không phải là thờ nhá. Đó, lại lần nữa nào các bạn ơi. Tách này. Thai. Thai. Ờ, ừ. Ừ. Time. Time. Đúng rồi, nó giống kiểu time ấy. Time ấy. Nào lại nhá. Time. Time. Không, hơi time đấy nhá, Chris nhá. Lại đi. Time cơ mà. Time. 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 Vào miệng này. Time. 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 Đúng rồi, chính xác. Time. Các bạn mình vào miệng lại nhá. Time. Ok chưa ạ? Đó, vậy bây giờ muốn nói đâu? Mấy giờ rồi đấy cậu? What time is it? What time is it? Khác là what time is it nhá. Khác nhau đấy. Ok chưa? Rồi, tiếp theo nào các bạn ơi. Chúng ta có âm này là âm O. 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 Code. Code. Đúng rồi, code. Code. Đúng rồi, hay là ví dụ cô có cái từ đi đi là gì nhỉ? Chris nhỉ? Đi đi. Yeah. Đi. Cái từ đi ấy, có động từ gì nhỉ? Trong tiếng Anh nhỉ? Mà cũng vừa chứa âm O này. Go. Go, đúng rồi. Nào các bạn ơi. Go. Go. Ok. Tiếp theo, âm cuối cùng chúng ta có âm này là âm gì đấy? Theo Chris thì âm này đọc thế nào? Ow. Ờ, yes, chính xác. Nhiều bạn, một số bạn có thể là bảo ow đấy, không phải nhá. Không phải ow đâu. Nào, ow. Ow. Ow tiếng Việt thì ow hồ ấy. Lại nhá, ow. Ow. Và chúng ta có từ này là how. Ow. Đúng rồi, không đọc là how nhá các bạn ơi. Ví dụ các bạn muốn hỏi là a, cậu khỏe không? À, how are you? How are you? Mình không nói là how are you nhá, không phải là how nhá. How are you? Tại vì tiếng Anh không có âm ao. Ok chưa ạ? Đó, rồi. Thế thì vừa rồi là chúng ta đã đi qua cái phần nguyên âm đôi nhá các bạn nhá. Ok. Đó, thì các bạn lưu ý rằng là gì? À, nhớ nhá, đấy là chút nữa. Cô nhắc lại, ok, trước tiên là cô sẽ nhắc lại về cái nội dung học ngày hôm nay này. Hôm nay chúng ta học về nguyên âm, ok chưa ạ? Nguyên âm đơn và nguyên âm đôi. Đó, nguyên âm đơn và đôi. Đó, đối với những cái phần nguyên âm đơn này này thì các bạn nhớ, đấy là bạn nào mà chưa quen ấy, các bạn cứ đọc âm trước từ sau, âm trước từ sau nha. Và một số âm ấy đừng có nghĩ là o rồi a, tiếng Việt cũng có đọc giống tiếng Việt, không phải đâu nhá. Nó sẽ khác tiếng Việt đấy, tiếng Anh khác tiếng Việt. Ok chưa? Đó, các bạn chỉnh một chút thôi là phát âm của các bạn nó khác hẳn rồi. Đó, ok. Bạn nào nhớ nhắc lại lần nữa. Ai mà chưa quen âm trước từ sau, được chưa ạ? Tại vì nhiều bạn chia sẻ với cô là cô ơi, âm thì em ok đấy nhưng mà đọc vào từ của em thế nào ấy, nghe không thể nghe được, chối tai lắm. Bình tĩnh nhá. Bạn nào mà ghép từ chưa được ấy, bình tĩnh. Đó, các bạn cứ âm trước từ sau, âm trước từ sau. Ok chưa ạ? Đó, cái gì nó cũng cần thời gian ha. Ok. Rồi, tiếp theo là nguyên âm đôi. Đó, nguyên âm đôi thì khá là đơn giản, nó không khó đâu. Còn một số những cái từ ví dụ là game này, time này, các bạn để dễ dàng nhất, các bạn cứ chia làm hai phần cho cô, được chưa ạ? Game, game. Đó, hay là time. Đó, nghe nó sẽ dễ hơn rất là nhiều ha. Rồi, thì các bạn nhớ nha, là chút nữa là Fenlish có tặng quà cho các bạn đấy. Đấy là ba món quà hay sao ấy. Đầu tiên là sách giao tiếp 500 câu giao tiếp thực chiến. Ừ. Thứ hai là video học từ vựng, học 100 đến 200 từ vựng ngày sao cho hiệu quả. Đó, và cái thứ ba là gì cũng quên rồi. Đó, nhưng mà tóm lại là chút nữa để nhận quà nha, các bạn giúp cô là ấn đăng ký vào cái link được gửi vào trong nhóm Zalo, quên, và nhóm TikTok. Nhóm Zalo chút nữa, được chưa ạ? Cái nhóm Zalo mà mọi người tham gia vào ấy, đó, chút nữa sẽ được gửi cái link đăng ký vào đó, mọi người điền thông tin vào để nhận quà, ok chưa ạ? Và cái sách 500 câu giao tiếp thực chiến ấy, nó sẽ ở dạng file PDF, tức là file mềm nhé các bạn nhé. Ok, bây giờ cô ví dụ đi. Bây giờ nếu như các bạn muốn khen cô xinh đi, các bạn khen cô xinh, Chris khen cô xinh bằng tiếng Anh, các bạn sẽ nói thế nào ạ? You are beautiful. Yes, mình sẽ dùng cái từ beautiful đúng không các bạn? You are beautiful. Nhưng mà xin thưa với các bạn rằng là gì? Để mà lột tả hết được vẻ đẹp cô ấy, cái từ beautiful nó chưa đủ các bạn ạ, nó chưa đủ đâu. Đó, mà thay vào đó chúng ta phải dùng cái từ gorgeous cơ. Từ gorgeous tức là đẹp, nhưng đẹp kiểu mỹ miều, đẹp lắm đấy, đẹp lộng lẫy đấy. Đó, vậy tóm lại là các bạn có bao nhiêu cách để chúng ta khen một cô gái xinh đẹp này? À, có bao nhiêu cách để khen cái thời tiết hôm nay dễ chịu? Có bao nhiêu cách để chúc ngủ ngon một ai đó? Hay là có bao nhiêu cách để các bạn chào một ai đó chẳng hạn? Đó, tất cả những cái đấy nó sẽ có trong câu trong cái quyển sách đó, 500 câu giao tiếp thực chiến. Ok chưa ạ? Các bạn hoàn toàn có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày luôn ha. Đó. Rồi thì nhớ nhá, chút nữa đăng ký vào link mới được nhận quà nha. Đăng ký vào link đó được gửi vào trong nhóm Zalo để nhận quà giúp cô. Ok chưa ạ? Rồi, còn
Các bạn lưu ý nhá, đấy là cái lời cuối cùng là cô muốn nhắc các bạn, đó là ngày mai ấy. À chúng ta vẫn còn hai buổi học nữa nhá. Học cho 3 buổi mà. Tối mai tối kia luôn, 8 giờ tối đến 10 giờ tối. Đó, và tối mai, cuối buổi học ngày mai thì cô sẽ chia sẻ cho mọi người một món quà để các bạn giải quyết được tất cả những cái nỗi đau mà các bạn đã gặp phải trong một quá trình mà các bạn học tiếng Anh. Các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 thì sẽ cải thiện được điểm thi của mình ở trên trường. Nếu như các bạn nào là sinh viên thì đây nó sẽ giống như là một cái bàn đẩy cho các bạn ấy. Để các bạn học lên những khóa cao hơn, ví dụ như là TOEIC 600 cộng hay là IELTS chẳng hạn. Đó, để làm điều kiện ra trường. Đó, hoặc nếu như là các anh chị đi làm rồi thì các anh chị sẽ trở nên tự tin hơn với đối tác của mình. Nhớ là cuối buổi học ngày mai nhé các bạn nhé. Những thứ hay ho thường diễn ra vào cuối buổi. Ok chưa ạ? Rồi, thế thì bây giờ thì nha. Cảm ơn Chris nha. Cảm ơn những bạn nào đã support cô ngày hôm nay. Đó, cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để tham gia lớp học của cô ngày hôm nay. Và nhớ nhá, chúng ta còn 2 buổi học nữa. Buổi học ngày mai cũng cực kỳ hay ho luôn. Đừng bỏ lỡ nha các bạn. Ok, và bây giờ thì chắc là chúc mọi người ngủ ngon thôi. See you tomorrow. Hẹn gặp mọi người vào buổi tối mai nha. 8 giờ kém 10 vào lớp nha. Bye, thank you so much. Bye.